Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Tuần Hóng Lazada. Hôm nay thì mình có một kiện hàng ở trên Lazada mới về và cùng review xem là sản phẩm ngày hôm nay là gì nhá. Một kiện hàng rất là to và giá trị của nó khá là lớn nhá. Rồi, chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với chương trình sale mới nhất của Lazada sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 4 với rất nhiều các chương trình ưu đãi như là voucher tích lũy lên đến là 400k này, ở siêu shop xịn hoàn tiền mắc lên tới là 300k, ngoài ra còn có miễn phí vận chuyển và rất nhiều các ưu đãi khác. Thông tin chi tiết về chương trình thì sẽ có ở bên dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Rồi, cái đơn hàng hôm nay nó khá nhiều thứ linh tinh em ạ, nhưng mà lại khá là liên quan đến những dụng cụ sửa chữa đồ nghề nha anh em. Mình mua từ shop là shop Skyki đó. Tổng đơn hàng này cũng khá là to tiền, hết 619.000 anh em, nhưng mà áp mã giảm giá với cả mã miễn phí vận chuyển của Lazada ấy, nên chỉ còn có 123.000 thôi. Đơn này là khoảng 600 nha anh em. Rất nhiều các cái dụng cụ mà thực sự thì có cái mình chưa hề biết anh em, chưa dùng bao giờ luôn. Cứ mua về thì hôm nào tiện thì mình sẽ khi cần dùng đến thì mình sẽ lấy ra làm video, chưa dùng thì thực sự dùng không hết. Đây, đầu tiên là có cái eto mini vuông 90 độ, eto kẹp bàn, eto góc vuông, set 4 trước. Đây, cái này mình thấy hình ảnh như là làm được cả bể cá rồi, để hàn sắt, hàn gỗ, hàn gạch anh em. Cái này nếu ngày để nó tạo hình góc vuông ấy, anh em đồ gỗ hay là đây này, mình có thể kẹp kính rồi kẹp tôn, kẹp sắt, kẹp gỗ để tạo góc vuông ấy, góc 90 độ. Cái này thì mình mua là 28.000 một, hình như là một cái gì vậy. Ở đây ghi là 4 cái nhưng mà mình nghĩ rằng đây chắc là một cái thôi. 28.000 một cái, nó bằng sắt anh em. Đấy, kích thước đây. Đó. Tiếp theo là bộ tạo taro. Đó. Bộ tạo taro là có 8 chi tiết, 8 mảnh. Ok đây. Nó có cái thanh để quay này và có 1 2 3 4 5 có 7 cái đầu tạo taro nhá. Taro tức là mình tạo cái gen ốc ấy, nó sẽ có cỡ từ M3 đến M12. Và có cái tay quay lực là dài 20 cm rồi. Đó. Đây. 73.000. Đó. Tiếp theo có là một cái bộ mà để anh không phải. À đây đây. Cái này nó là hai sản phẩm anh ạ. Đây, mình có mua cái bộ này. Cái bộ này là bộ khoan tháp, ở đây mình mua cái này. Cái này là cái bút để tạo dấu khoan. Đó. Bút để tạo dấu khoan ấy, như kiểu định tâm ấy. Đó. Thì là 26.000 cái bộ định tâm này. Đó. Tiếp theo mình có mua một cái keo tẩy silicone anh ạ, mua về thử tẩy cái ốp mấy cái răng tủ lạnh, răng máy giặt các kiểu. Đó. Mình mua về mình định tẩy cái ốp silicone, cái ốp điện thoại này, không biết tẩy được không. Đó. 24.000 cái tuyếp này nhá. Đó. Nó là keo LKB 120, 23.000 tuyết. Rồi tiếp theo là bộ 6 mũi khoan. Cái mũi này là mũi khoan nhưng mà nó vừa mũi khoét anh ạ. Đây là cái bộ này, mình vừa có thể khoan vừa có thể khoét. Có thể khoét gỗ, nhựa, mica, nhôm, đồng sắt anh ạ. Có phủ titan nhá. Đây này. Nó vừa là mũi khoan, nó vừa là cái mũi tạo rãnh ấy. Đó, khá là hay. Đây này, có thể tạo rãnh sắt, tạo rãnh gỗ này. Tức là khoan được cả chiều này và chiều đâm xuống và cái chiều ngang này nhá. Bộ này mình mua hôm đấy là có 36.000 thôi. Bây giờ thì nó đắt lên rồi anh ạ. Không mới mua sale. Tiếp theo là bộ dụng cụ 8-1 để tháo các cái bồn rửa bát này ạ. Trước mình có gặp cái cây nhờ sửa cái bồn rửa bát mình không tháo được ạ, không thể nào cho tay vào mà bậy được, không dùng cái gì tháo được. Hóa ra nó có cái bộ tool này chuyên để tháo bồn rửa bát, nên mình quyết định đầu tư một bộ giá có 30.000 thôi, 36.000, bây giờ lên 39.000 rồi này. Bộ này có 8 món nhá. Đó, để có thể là mình tháo các cái dụng cụ vòi của bồn inox đó, bình nóng lạnh các kiểu. Ông làm thợ nước thì chắc là hay dùng cái bộ này. Rồi tiếp theo là cái bộ mở bu lông xe máy 73.000. Cái bộ này là bộ 40 chi tiết. Đó. Trước thì mình cũng có review một bộ 40 chi tiết rồi nhưng mà nó là loại khác thì vậy. Đây mình mua thêm cái đầu này. Đó, 79.000. Bộ này thì là toàn cái bộ tay khẩu thôi. Bộ này thì nó khẩu nhiều hơn anh ạ. Bộ này toàn bộ khẩu thôi anh em, chứ nó không có đầu vít. 79.000. Rồi có một cái chai xịt chống thấm khá là hay, mua về cũng thử. Chai xịt chống thấm này hôm đấy là 29.000. Đây xịt chống thấm mình có thể để làm bể cá hoặc là anh em làm các cái bể xốp mà nuôi cá, mình có thể dùng cái chai này để xịt nhá. Đó, 29.000. Rồi mua thêm một bộ tô vít đóng nữa. Bộ này có 7 chi tiết để sửa quạt anh ạ. Cái tô vít đóng là để khi mà mình tháo những con ốc nó khó tháo thì mình dùng cái tô vít này, dùng búa để gõ thì dùng cái lực siết của, tận dụng cái lực siết của thằng này để có thể mở các ốc khó nhá. Đó là bộ tô vít đóng giá 123.000. Rồi một cái phụ kiện nữa là phụ kiện tạo góc vuông. Mình không biết nó gọi là gì nhưng mà đây người ta ghi là bộ cái này dùng cho mấy cái máy vặn vít ấy, thì mình sẽ tạo được góc vuông để tháo những góc ổ nó chỗ vuông góc ấy. Chẳng nó hẹp quá thì mình dùng cái đầu này.
đó, để tạo góc. Thực ra mua cái này cũng hơi thừa tại vì nó có cái bộ mà hình zig zag ấy, mình cũng có rồi, tôi cứ mua thôi. Rồi tiếp theo là một cái kẹp mắt nâm châm anh ạ, cái này dùng để hàn. Thì khi mà mình hàn ý, thì chẳng là mình không dùng cái kẹp mát bằng kẹp kim, thì mình sẽ dùng cái hít nâm châm này nhá, để hàn, chủ yếu cho hàn sắt thôi. Đó, để hít 22.000 một cái độ này. Bộ này như nó có hai mã, một cái mã là đầu hít kép, tức nó hít hít thành hai lực, một cái là hít một lực cơ. Thực ra tôi nghĩ là chỉ cần hít một lực là được, không cần hai đầu. Hai đầu thì tại vì nó lan châm thì nó hút rất khỏe đấy. Tiếp theo là bộ 225 vòng cao su. Đó, bộ này khá là lạ. Đây này, đây là những cái bộ phớt cao su anh em ạ. Đó, thỉnh thoảng mình sửa mấy cái nhỏ nhỏ mà nó có những cái phớt thì rất là khó chịu. Mua hẳn được bộ này chặn nó cũng khá chi tiết, có 225 cái tạm ra phần cao su thôi. 38.000 là mình có 220 cái loại cao su, đủ các loại nhỏ nhất, nó có phi phết các kiểu anh em. Đó, mất cái nào thì có tiện, nhiều anh em dưới vẫn còn đây này. Tiếp theo là bộ 6 mũi khoan, đây là cũng là một cái bộ để tháo ốc toét nữa, nhưng mà bộ này thì nó là 6 chi tiết. Đó, cái này trước mình có một bộ là 5 chi tiết rồi, nhưng mà mình thấy nó dùng không ngon lắm, mình quyết định một bộ khác. Đó, bộ này bằng phủ titan, dùng là HSS nhá. Đó, trên nó là đầu khoan, dưới là đầu nó sẽ xoáy ra, chuyên mở ốc gãy. Đó, 43.000. Tiếp theo là mình mua một cái cào để tháo xích. Cái này hôm nay đòi nhiêu tiền? Là 44.000 nhá, bây giờ lên 45.000 rồi. Đây, cái cào là chuyên để tháo mắt xích. Đó, chẳng muốn chế thay xích nhất thì mình sẽ dùng cái này để có thể tháo được xích nhá. Đó, 44.000. Và tổng những cái đống này là 619.000. Mình có cốt trợ của Lazada nên sẽ rất là nhiều, rẻ được 500.000 thôi nhé. Rồi, bây giờ thì tổng đơn là 123.000. Tí ra xem nào, mình mở ra nhá. Đây, nặng lắm ấy, ôi, to. Hộp này phải học 50 xăng ấy, 50-30, rất nặng. Mua từ shop là đây, mất rồi. 123.000 này, COD này, rất nặng luôn. Kiểm trên app cũng mất bao thời gian rồi. Giờ mình sẽ rạch cái này ra, hay là rạch cái đít đi anh em, rạch cái đít đi anh em cho dễ kiểm. Trên đơn hàng 123.000 này chúng ta sẽ có cái gì nhá, nhiều thứ lắm nhỉ. Ui, vãi đạn, nhiều thứ thế. Rồi, đầu tiên là cái bộ này. Bộ này là bộ tarot 8 chi tiết thì phải. Gồm có là mình sẽ có là ở đây 2 6 7 8 chi tiết, là gồm có 7 cái mũi tarot và một cái đầu tay chịu lực này. Đây, nó sẽ có thể tạo tarot từ các mũi là từ 13 đến 12. Bộ này thì là hình là 60 mấy nghìn thì phải. Đó, nhìn khá là chất nhá, của hãng là Tác. Rồi, mình có bộ 6 mũi khoan. Cái này vừa là khoan vừa là có thể xẻ rãnh này nhá, nó khá đặc biệt, tức là nó vừa khoan thẳng xuống mà nó có thể xẻ ngang rồi đây này. Mũi này rất là hay, là mình sẽ mua về thử nghiệm. Mình có thể xẻ gỗ, xẻ nhôm, xẻ sắt nhá. Thế mà xẻ được cả sắt mà không có xẻ được không. Mũi này rất là hay, rất là thù luôn. Bộ này như 40 mấy nghìn thì phải. Rồi, ở đây có một cái cào. Cào này là cào để tháo mắt xích nha mọi người. 42-350 này. Cái cào này 40 mấy nghìn thì phải. Đây, mình xoay này ra này, cho xích vào đây. Sau đó thì mình sẽ vặn này để tháo mắt xích. Bộ này là 44.000 này hay 43.000 ấy. Bộ cả mắt xích. Rồi, ở đây sẽ có một cái nữa là cái kẹp vuông góc. Đây, mình có thể kẹp kính, kẹp gỗ, kẹp sắt để hạn được anh em. Nó là bộ tạo góc vuông ấy. Sao xiết cái gì ta? Mình chưa dùng bộ này không nhỉ? Cái bộ này như là 28.000 một bộ này. Như bộ nó có 4 cái nên mình mua một cái thôi anh em. Thì tạo góc vuông ấy, chẳng làm bể cá hay là làm các cái vách thùng gỗ thì anh em làm tủ hay cần góc vuông thì dùng cái này. Đây 28.000 nhá, bằng sắt. Rồi nó siết này. Rồi đây chứ, phải kẹp như này anh em. Rồi, đây mình vặn này ra này, xong rồi kẹp cái chi tiết vào đây. Rồi, sau đó dùng cái này ép xuống này. Cái này xoay ra đây. Đó, đó, ok. Được. Rồi, đây, bộ này là 30 mấy nghìn, 38.000. Loại bộ 225 con giòn cao su anh em. Đây, nó đủ các cỡ, là loại nhỏ này, sau đến cái loại vừa này, rồi loại to. Đây, cái răng cao su này thì thằng bị mất cái răng cao su này mà mua thì rất khó nhẹ. Mua hẳn cái bộ này có 30 mấy nghìn thôi. Đây, nó có đủ các kích thước này, nhỏ nhất này, to nhất này, đủ các cỡ luôn, rất tiện, được hộ đàng hoàng 30 mấy nghìn. Rồi, mình có mua cái đầu đây, đầu mũi khoan này, cái đầu này tạo chuyển này. Đây, hay không? Chẳng mình khó đang tháo vít ở những chỗ hẹp ấy thì mình sẽ dùng cái này. Đó, hoặc là để cắt những cái đoạn mà khó thì mình dùng cái này. Cái này nó chỉ là cái cơ cấu chuyển lực thôi. Cái này 20 mấy nghìn thì phải, 23.000 hay 6.000 gì đó mình không nhớ. Đó, cái này là bộ, ô, cái này mình có đặt đâu nhỉ? Cái này mình nhớ là không đặt. Cái này là bộ khoét gỗ mà. Thế là giao thừa anh em, bộ này không có, mình sẽ để riêng ra nhá. Cái này của nó là 6 cái anh em ạ, khoét gỗ. Cái này không đặt. Rồi, cái này là cái bút để định tâm, định tâm mũi khoan anh em. Đây này, chẳng anh em quan sát thì dùng để định tâm nhá. Đây này, nó thủng mẹ lỗ. Đây, nó để định tâm. Cái này là 26.000, bằng sắt luôn anh em. Đó, bộ định tâm.
Cái hộp này là hộp gì đây? À, bộ này là bộ để tháo tháo cái vòi bồn rửa bát các kiểu anh em. Bộ 8 chi tiết, trong này chắc nó lại còn nữa. Đây, 8 chi tiết trong này nó còn mấy cái anh em này. Bộ này là 36.000. 8 chi tiết. Đây. Cho đi trong hộp giấy này. Đây. Còn có cái này. Và trong này chúng ta sẽ có là cái gì đấy mình chưa dùng chẳng biết anh em. Đây. Đấy, cái này nữa này. Đó, để tháo mấy cái răng bồn nước mình nóng lạnh ấy. Cái góc đấy cờ lê không vào được, chỉ có dùng cái loại này thôi anh em. 36.000. Rồi. Cái chai này là cái chai xịt chống thấm. Xịt chống thấm. Đây sẽ xịt chống thấm anh em. Để chẳng như là làm tường bị ẩm mốc ấy. Hay là nó là chai chống thấm ấy. Đàn tiếng Trung Quốc ấy. Mà mình sẽ review cái chai này. Nó là Zixian nhá. Chống thấm bể cá hoặc anh em làm bể xốp ấy. Thì mình xịt này lên nó sẽ chống nước luôn. Rất hay. Rồi. Cái hộp màu đen này theo mình đoán thì chắc là cái bộ tarot. À cái bộ mà lấy mũi mấy ốc, lấy ốc bị gì nhỉ? Lấy ốc bị trơn ấy. Nguyên siêu đấy. Đây, bộ đây. Bằng đồng anh em. 6 mũi rồi. Bộ bằng đồng luôn, 6 mũi. Nguyên siêu nhá, bộ này nguyên siêu. Khá là đẹp. HDF421 này. Đó, nhìn khá là chất. Bộ này như là 40.000 thế nào? 40.000 bộ này. Rồi, cái bộ này là bộ hít từ dành cho kẹp hàn. Mình có thể dùng cái này để đây nó có nâm châm lên đây. Nó sẽ hút đấy anh em. Nó sẽ hút khi mà mình hàn sắt, mình sẽ dùng cái này. Và cái đầu cọc thì mình sẽ nối với đây để cho nó tiếp mát. Cái loại là một nâm châm, cái loại hai nâm châm thì đắt hơn. Cái này là 20.000 thì phải, 25.000. Rồi. Bộ này là bộ khẩu khẩu 40 chi tiết, tàn khẩu thôi. Mình cũng chưa rạch ra nhá, tại vì nó nguyên siêu, không bóc vào nữa. Ok. Rồi. Và bộ cuối cùng là cái bộ này, là bộ tô vít đóng rồi phải. Chắc là tô vít đóng. Nặng. Đây là tổ tô vít đóng chuyên để tháo con ốc. Khó anh em, ốc nó bị chặn gì ấy. Thì là bộ này. Bộ này là bộ tô vít đóng này, nặng vậy đấy. Bộ này 130. Nó có là 6 đầu mũi anh em, gồm loại 3 ke, loại 2 cạnh. Để chặn mình gặp những cái này nó có hai góc chuyển này. Đó, trái phải này. Dành cho những con ốc thuận, con này con ốc ngược này. Đó. Đó. Mình sẽ dùng búa đóng ở đây này và xoay cái này này. Đó. Bộ này là 120 vậy. Đấy. Nó có 4 cái đầu luôn. Đầu tôi vít đóng này. Cái tôi vít cái đầu này người ta bán rời nhá. Rồi. Ở đây có một chút vấn đề là mình thấy thừa cái này. Thì mình kiểm tra lại xem thiếu gì nhá. Rồi vừa soát lại tất cả cái những cái mã hàng này anh em, mình phải đếm đi đếm lại. Nó là tổng là bao nhiêu mã ấy, chả biết được anh em là. Thì mình phát hiện ra cái này là không có. Cái này là shop họ giao nhầm. Mình có một cái thiếu là chính là cái chai xịt này này. Đây này, thiếu chính ra là cái thiếu cái chai cái lọ này này, cái lọ mà gel tẩy mốc đa năng này, LKB này thì không có, nhưng mà họ lại giao sai cho mình thì cái này. Cái này thì mình có tra là bộ này 40.000 anh em, mà trong cái keo này nó chỉ có 24.000 thôi. Thôi thì cái này nó cũng hời hơn thì thôi mình cũng không ý kiến gì cho anh em. Nhưng mà giao sai anh em. Đây mua cái này thì họ giao thành cái này. Đó, mình kiểm hết tất cả cái đống này thì đủ hết. Đủ đúng, nhưng mà cái này thì sai này. Đó, không sao. Đằng nào cũng hời, cái bộ này 40.000, cái chai kia nó chỉ có 20.000 thôi, mà rất tiếc rồi sẽ không có cái video thử nghiệm cái chai kia. Còn cái mũi quét gỗ này thực sự mình cũng chẳng dùng luôn mà. Thực ra nó có thể quét gỗ, quét sắt được nhá. Đó, ok. Rồi mới sơ qua kiểm đúng này thôi, nhưng mà mình thấy cảm giác cái chất lượng hàng khá là ngon nhá, là những cái tô vít đóng mình thấy rất là chắc rồi anh ạ. Nó rất là cái shop này bán đồ về chất ấy. Mặc dù cũng có hơi một chút đáng tiếc vì họ giao nhầm thôi, nhưng mà tổng quan là cái cảm nhận của mình về cái hàng thì chất lượng khá là tốt nha anh em. Sắc sảo nét, rất là căng. Đó. Rồi tổng kết lại với cái đơn hàng là 123.000 này, ôi giời ngập ngụa các cái đồ dụng cụ luôn anh em ạ. Có rất nhiều cái rất là hay, nhà mình chưa có dịp thử nên là sẽ hẹn anh em muốn làm cái món gì thì có thể comment dưới video, mình sẽ làm video thực nghiệm hoặc là hướng dẫn cách sử dụng nhé. Nên cả review chi tiết từng món một. Cái này thì mới chỉ một hộp kiểm thôi mà cũng đã chóng mặt rồi. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, sau đó ok mình sẽ đón các video tiếp theo của cái xin chào là.